Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Mia, chào mừng mọi người đến với kênh Mami Mia nhé. Hôm nay là Giáng sinh, một ngày nắng vàng rực rỡ như thế này mà không ra ngoài chơi thì thật là có lỗi với bản thân đúng không? Hãy cùng gia đình mình đi chơi nhé. Địa điểm gia đình mình hôm nay chọn là vườn hoa bãi đá sông Hồng. Ở đây sở hữu không gian thanh bình của cỏ cây hoa lá, nằm ngay ven bờ sông Hồng. Bãi đá với những bãi cát dài và cánh đồng phi lao bất tận, rất là rộng và có nhiều khu vui chơi cho các bạn nhỏ có thể chạy nhảy thoải mái. Nhưng các bạn phải lưu ý là đường vào trong khu này rất là bụi nha. Nên là nếu mà mình đi phương tiện là xe máy thì hãy chú ý để khẩu trang và kính các thứ cho nó an toàn đầy đủ nhé. Hôm nay gia đình mình đi cùng với chị gái và cháu gái của mình. Em bé tên là Sunny, cực kỳ đáng yêu luôn. Bé vừa mới tròn 1 tuổi mà nhìn yêu lắm luôn, cực kỳ cưng luôn. Mùa này vào đây cứ ngỡ là mình đang đi Đà Lạt vậy. Không khí và không gian ở đây cực kỳ cuốn hút. Và chúng ta không thể thiếu được những bức ảnh sống ảo. Khắp nơi chỗ nào cũng có thể chụp ảnh được các bạn ạ. People around me dancing and laughing, but I'm cold as an ice cream. It sounds like a siren. According to the season. Xin chào các cô các chú. Con là Sunny nè. Nhìn con như một chú gấu bông đáng yêu ơi là đáng yêu đấy. Cảnh sắc thoáng đãng và chill thật sự mọi người ạ. Đây là bạn Ben, cậu cả của mình đấy. Sắp tới là bạn ý sắp vào lớp 1 rồi mà bố mẹ lo lắng quá. Mọi người có con vào lớp 1 như thế nào, mọi người cho mình một chút kinh nghiệm nhé. Mình hồi hộp lắm luôn đấy. Chance to send it off and love the girls. It was supposed to be a special ride, but I feel like I'm all alone tonight. Đây là bạn Baber, công chúa của mẹ Mia đây ạ. Bạn ấy sang tháng mới được tròn 3 tuổi nhưng mà tính tình rất là độc lập này và rất là mạnh mẽ, cá tính, nhưng mà lại thỉnh thoảng lại rất là
yểu điệu, đúng kiểu con gái luôn. Kêu đi, gọi kêu đi. Gọi kêu ơi. Ôi trời ơi, nó đòi vào này. Nhìn kiểu trông âu đồ luôn ạ. Ở đây mà không diễn thì đúng là chỉ chịu được. Lát nữa mọi người cùng ngắm hoàng hôn với mình nhá. Sắp đến giờ có hoàng hôn rồi đấy. Singing do 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 do. You make me sing like daydream inspired blue. Fresh morning. Ngày Giáng sinh mà được cho đi chơi, chạy nhảy và không gian thiên nhiên như thế này. Có cả cầu trượt này và nhiều trò chơi khác nữa thì đúng là món quà tuyệt vời dành cho các bạn ấy rồi. Bố mẹ nào có con nhỏ thì thử đưa đến đây nha. Còn có cả khu để cắm trại nữa, cực kỳ vui. Mọi người thử nhé. You sail me straight to happy with so much more in store. Of singing do 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 do. Ok. Cảm ơn các em nhé. Fire's glow, sparks flying through my heart and thời tiết hôm nay quá tuyệt vời luôn. Trong xanh thoáng đãng. Lần đầu tiên bọn mình lên cái bậc thang này để chụp ảnh này. Lúc đầu nhìn thì cũng thấy bình thường, mà lúc sau lúc leo lên thì sợ thế, không dám leo cao nữa vì còn bé con. Nhìn sợ lắm luôn. Mọi người đã chụp ở đây bao giờ chưa? Chia sẻ với mình nhá. Bọn mình không dám đứng lên chụp nên là ảnh không được đẹp cho lắm. Nếu mọi người chụp thì cố gắng đứng cao lên nhìn sẽ đẹp hơn nhé.
May quá, có người chồng chịu khó tác nghiệp cho vợ con ở khắp mọi nơi. Cảm ơn bố chị dâu nha. Even though I try, I don't think that it's fair. Oh, oh, oh. Cozy like a cup of tea, and I want you to hold me home with you. Bạn bè tầm trên là con của bác thì lại giống gì, con của gì thì lại giống bác. Tại vì mình thì mặt tròn giống Sunny, còn Baber với Ben thì mặt lại dài giống bác Hà. Đáng yêu quá chưa. Baber nhà mình đấy. Cây hài. Lại tiếp tục câu chuyện chồng đạo diễn, vợ diễn xuất. Cozy like a cup of tea, and I want you to hold me, oh. With you I want to be in coffee shops on tire swings and road trips. Trời cũng sắp tối rồi, bọn mình sẽ di chuyển ra phía ngoài để chụp với vườn hoa một chút rồi còn đi về thôi. Ông giúp dâu cố gắng chụp sống ảo cho vợ nốt cảnh này thôi nhá. Nhiều quá rồi đấy. Đừng ai chú ý đến bạn Baber nhà mình nha. Loi nhoi lắm đấy. Trời tối nhanh lắm, nên là phải về thôi. Không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn nhỏ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến tận đây. Nếu các bạn thích, hãy cho mình like và subscribe kênh YouTube của gia đình mình để theo dõi những video sau nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Baber vẫn còn đang đứng hát cơ.